Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Đa dạng hàng hóa đảm bảo cung ứng phục vụ thị trường Tết. Năm 2023, khai thác thủy sản tỉnh Thanh Hóa đạt trên 140.000 tấn. Mở đầu bản tin cuối ngày, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sáng nay ngày 23 tháng 12, tại huyện Như Xuân, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã tổng kết dự án khuyến nông trung ương xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống keo lai mô và keo lá chảm mô. Qua 3 năm thực hiện, đã có 8 mô hình trồng rừng gỗ lớn triển khai tại hai huyện Như Xuân và Như Thanh, tổng diện tích 110 ha và 50 hộ tham gia. Các hộ được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng thâm canh, sử dụng các giống keo lai đủ tiêu chuẩn để nâng cao hiệu quả kinh tế rừng. Kết quả bước đầu cho thấy, cùng thời gian sinh trưởng, các điểm trồng rừng bằng giống keo lai mô cho sinh khối gỗ gấp từ 1,6 đến 2 lần so với rừng trồng bằng giống phổ biến tại địa phương. Đây là cơ sở để Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn Thanh Hóa trong thời gian tới. Đảng bộ xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thành lập chi bộ quân sự xã Quảng Bình gồm 12 đảng viên. Đồng chí bí thư đảng ủy xã được chỉ định làm bí thư chi bộ. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo ban chỉ huy quân sự xã, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, phối hợp với công an xã và các lực lượng liên quan bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức chương trình Tết nhân ái xuân biên phòng ấm lòng dân bản tại xã Tam Lư, xã Tam Thanh và đồn biên phòng Tam Thanh, huyện Quan Sơn. Ban tổ chức đã trao tặng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Tam Thanh, Tam Lư, huyện Quan Sơn chăn, màn, máy lọc nước, bàn ghế và một số đồ dùng phục vụ học tập bán trú. Khởi công công trình bếp ăn trường mầm non Sơn Điện do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thương mại Intaco tài trợ, tặng máy lọc nước, tivi và một số vật dụng phục vụ đời sống của các chiến sĩ đồn biên phòng Tam Thanh. Cũng trong chương trình, đoàn bác sĩ bệnh viện Hùng Vương đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân xã biên giới Tam Thanh, huyện Quan Sơn. Hôm nay 23 tháng 12, Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thi tay nghề giỏi ngành giày da năm 2023. Tham dự hội thi có 4 đội thi với các nội dung chào hỏi, thi tay nghề, nghiệp vụ. Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ công nhân kỹ thuật, người lao động tại các doanh nghiệp thể hiện tài năng, trí tuệ, kỹ thuật tay nghề của mình. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng về người lao động của Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần tăng năng suất, hiệu quả, chất lượng trong doanh nghiệp. Sáng nay, ngày 23 tháng 12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đơn vị quản lý chung cư Euro Window Garden City, thành phố Thanh Hóa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tham gia diễn tập đã triển khai phương án xử lý tình huống giả định khu vực shop house và chung cư khu đô thị Euro Window Garden City xảy ra cháy do chập điện, phát hiện muộn và đám cháy đã lan nhanh, phát sinh nhiều khói khí độc. Đội đã thực hiện xử lý tình huống trong 30 phút đúng yêu cầu, cơ bản dập tắt đám cháy, các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Cha mẹ mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo, hai em nhỏ Trần Quang Anh 7 tuổi và Trần Phương Nga 5 tuổi ở phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa hiện đang sống cùng ông bà. Sau thời gian chữa bệnh cho bố mẹ hai em, kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ. Ông bà già yếu, đã nghỉ hưu nên nguồn thu nhập và chi tiêu đều dựa vào những đồng lương hưu và trợ cấp của ông bà. Để san sẻ phần nào khó khăn của gia đình cũng như hỗ trợ kinh phí để hai em nhỏ tiếp tục được đến trường, Huyện Thanh Hóa đã dành tặng hai em suất học bổng trị giá 50 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ rất ý nghĩa đối với gia đình trong những ngày Tết sắp đến, xuân sắp về. Hàng năm thì Vinai Thanh Hóa vẫn liên tục tổ chức các chương trình thiện nguyện để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn cho cộng đồng của tỉnh Thanh Hóa. Chắp cánh ước mơ là dự án thiện nguyện do công ty Hyundai Thanh Hóa tổ chức, hướng đến đối tượng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Đã có hàng chục em nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh đã được Hyundai Thanh Hóa hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, giúp các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn,
bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân đã có tín hiệu tăng trưởng tích cực. Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh, phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị lượng lớn hàng hóa với mẫu mã đa dạng, phong phú nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Ghi nhận trên thị trường thời điểm này, có thể thấy hàng hóa phục vụ thị trường Tết đã lên kệ với nhiều chủng loại và giá cả phù hợp với túi tiền của khách hàng. Tập trung ở những mặt hàng như bánh kẹo, dầu ăn, thực phẩm, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, nước giải khát. Đại diện nhiều đơn vị kinh doanh cho biết, nhu cầu mua sắm quà Tết của người dân đã bắt đầu tăng từ 15 đến 20% so với các tháng trước. Các đơn vị đã chuẩn bị tốt nguồn hàng, thiết kế nhiều chương trình quà tặng, khuyến mại, giảm giá và đa dạng các kênh bán hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Từ nay đến Tết, dù là Tết Dương hay Tết Âm thì giá cả rất là giữ, làm sao để cho nó ổn định và đảm bảo được chất lượng, đảm bảo cho bà con tiêu dùng một cái Tết an toàn và có nhiều niềm vui trong các sản phẩm Tết của mình. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dự trữ tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán khoảng 19.911 tỷ đồng, tăng 25% so với dịp Tết Quý Mão 2023. Với nguồn dự trữ này, dự báo sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc thiếu hàng, giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ ổn định. Từ đầu năm đến nay, lĩnh vực khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu tăng cao, ngư trường cạn kiệt. Nhưng ngư dân các địa phương ven biển tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục vươn khơi bám biển, tìm kiếm các ngư trường khai thác mới. Năm 2023, tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh đạt trên 140.000 tấn, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 6.000 tàu cá, trong đó có hơn 1.100 tàu trên 15 mét, khai thác vùng khơi, tạo việc làm cho hơn 24.000 lao động nghề biển. Mặc dù thời gian qua, giá nguyên nhiên liệu tăng cao, ngư trường khan hiếm, nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ, tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh vẫn đạt và vượt kế hoạch. Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, năm 2023, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh đạt trên 140.000 tấn, bằng 101% kế hoạch năm 2023, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một trong những năm mà có nhiều cái thuận lợi để bà con vươn khơi bám biển dài ngày, khai thác hiệu quả và thực hiện các cái nhiệm vụ nội dung trong cái chống khai thác hải sản bất hợp pháp đạt kết quả tích cực. Cùng với đó thì trong năm thì cũng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật thủy sản đến bà con ngư dân, đồng thời tăng cường cái công tác chống khai thác IUU, khuyến khích ngư dân ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong khai thác thủy sản. Để đạt được kế hoạch khai thác thủy sản trong năm 2023, các ngành có liên quan của tỉnh Thanh Hóa và các địa phương ven biển đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các khuyến nghị của EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, củng cố phát triển các tổ đoàn kết trên biển, khuyến khích các chủ tàu cá khai thác vùng khơi ứng dụng các tiến bộ khoa học để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm khai thác, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả khai thác, giúp bà con ngư dân an tâm bám biển, khẳng định giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mặc dù đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 mới là đêm Giáng sinh, nhưng trong những ngày vừa qua, bất chấp thời tiết giá lạnh, rất đông người dân đã đổ về nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa để hòa mình vào không khí nhộn nhịp của mùa Noel. Cách lễ Giáng sinh vài ngày, nhà thờ chính tòa Thanh Hóa đã được trang hoàng bởi những ánh đèn lung linh sắc màu, trở thành một điểm đến check-in không thể bỏ qua của nhiều người dân thành phố Thanh Hóa. Không khí Noel đã ngập tràn trên mọi nẻo đường. Đây cũng là dịp để mọi người trao nhau món quà thân thương, tặng nhau những câu chúc ý nghĩa. Trong những ngày này thì cái không khí Giáng sinh đang đến rất gần, cho nên đó là tòa giáo mục cũng bố trí những ông già Noel cải trang để phát những cái món quà thật lớn và thật ý nghĩa một chút nào đấy để tạo niềm vui cho các em và mang đến cái sự hơi ấm cũng như là cái không khí Giáng sinh vui vẻ đến cho các em thiếu nhi và cũng như tất cả mọi người. Vào đêm 24 tháng 12, lễ Giáng sinh tại các nhà thờ sẽ chính thức diễn ra để kỷ niệm thời khắc Chúa Giêsu ra đời. Và nhà thờ chính tòa Thanh Hóa là một trong những địa điểm đón Giáng sinh lý tưởng nhất tại thành phố Thanh Hóa. Theo dự báo, thời tiết trong dịp Giáng sinh năm nay chủ yếu là rét sâu, ngày nắng ráo, phù hợp với các hoạt động vui chơi của người dân. Bản tin cuối ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.